Ngày 4 tháng 11, xã Phú Tiến đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Tới dự có đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Minh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các thành viên của tổ đạo diễn diễn tập. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Tiến có 3 giai đoạn và 8 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1, chuyển xã vào trạng thái có tình huống về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, huy động lực lượng phương tiện củng cố khu vực phòng thủ, tiếp tục chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Tiếp đó, chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Ở giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Với việc Ban Chỉ huy Quân sự xã điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ, xã Phú Tiến đã tổ chức các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã để ra nghị quyết lãnh đạo chiến đấu phòng thủ, hiệp đồng tác chiến cùng các kế hoạch đảm bảo chiến đấu phòng thủ. Trong giai đoạn 3, địa phương thực hành chiến đấu với nội dung Trung đội Dân quân Cơ động chiến đấu tập kích. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Tiến đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, khả năng tham mưu, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể, góp phần đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng.